vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:40 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Truyền thông Vi thực hiện. Ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ đến với ban cố vấn quyền lực của chương trình Tần Số Tình Yêu. Đầu tiên xin mời nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Hoàng Sơn. Tiếp theo là nghệ sĩ Huy Thắng. Hôm nay nguyên gia đình của bạn cô giống như năm cưới của mấy tập trước. Và hôm nay hình như là mình đổi cặp luôn hay sao mình mặc đồ cặp vậy chị? Tại lỡ may chung, tại lỡ may chung. Nhà đó ơi, ông mai giải rồi, dạ lỡ mai cũng giải. Khánh đang men lắm mà mặc đồ vô thấy bớt chút đỉnh. Mặc đồ này đúng. Đối với Việt Hương á, tình yêu là màu hồng. Đúng. Dạ. Nếu mà các bé cảm thấy không vừa lòng mà có sự trục trặc gây lộn, chị mưa cho mượn chiếc thuốc. Ồ. Ra hôm nay là Phương Trinh là mặc đúng màu nhất nè, coi nè, đó cái sàn với cái vậy vậy trang màu đó. Đó nói tóm lại là tất cả đây không phải là màu hồng, những cặp đó đối với nhau mới là màu đúng hồng. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bạn cố vấn. Và bây giờ xin mời hai bạn nam. Còn nhớ ánh mắt đó ta nhìn nhau, ngại ngùng chẳng nói đến lời. Rồi chờ anh nghĩ xa vời có lâu. Từ ngày hôm nay khi có về đây, cùng trải qua quãng đường dài, buồn vui cùng sẽ chia với nhau. Ngày có anh luôn thương thêm thật nhiều. Chẳng vì một phút giây nào, và anh sẽ nhớ những ngày đầu tiên. Loving you, oh loving you, anh sẽ yêu em như chẳng có ngày mai. Anh sẽ để yêu thương đó mãi mãi cất thành lời. Loving you, oh loving you, ở bất cứ nơi đâu em đặt chân tới. Dài không có hồi kết để giờ phải là một người buồn chiều. Em đi vào cuộc đời tôi bằng bình yên dịu em lời nói. Loving you, và sẽ mãi là loving you. Anh yêu em mà baby. Ngày có em, anh muốn viết thêm thật nhiều ước mơ để chẳng phí một phút giây nào. Thì anh chắc chắn không đi sai đường. That's right. Nỗi nhớ và cơn thiết tha. Anh em thật thiết tha. Anh biết là dù có vất vả, anh không buông tay. Em là tất cả gì đó. Có em kề bên, buồn vui cùng sẽ chia với nhau. I'll still be loving you. Love. I'll still be loving you. Chân tay anh cũng sẽ đi theo đó, theo em mãi suốt đời này. Xin chào bốn bạn, sao bữa nay lụng ngang vậy Bưu? Buka. Một là Will quên mang giày độn, hai là Will quá thấp. Hai cái đều đúng rồi nè. Kêu bạn đi Buka. Em ơi, thay vì á, bây giờ em giới thiệu tên thì em xin giới thiệu là 1 mét. Ừ, đó giới thiệu mét. Em là 1 mét. Em là 1 mét mấy à? Em 1m81. Thôi. Em 1m79 đó. Em là
Em biết 79 à? Dạ em biết 83. Tất cả bốn bạn ở đây không hề mang giày độn. Không ai mà không cao hơn Will. Em lớn tuổi hơn, em không có điều kiện. Ủa lớn em... tuổi hơn rồi lùng hơn em ăn uống thiếu chất nên là em phát triển ít, được chưa? Không phải Will lùng, mấy bạn ấy quá cao. Đúng rồi. Bắt đầu từ 1m81, giới thiệu về tên, ở đâu, làm nghề gì, có bồ chưa, để cho dưới đây bớt náo loạn lại. Chào cô Việt Hương, chào tất cả mọi người và chào các anh chị. Con tên là Lu An, tên thật của con là Luân, chữ Luân tách ra là chữ Lu với chữ An. Và con đang là trưởng nhóm của DM. Chào cô chú anh chị, chào mọi người. Con tên là Eddie, là rapper, là anh cả của nhóm DM. Năm nay bao nhiêu tuổi? Con là 94 ạ. 23 tuổi. Mở bảng kế tiếp. Xin chào mọi người ạ. Con là Ca, con là thành viên là Visual, là main vocal của nhóm. Ta ca không à, chứ không có bu ca. Dạ chào tất cả mọi người, con tên là Ti, tên là Thịnh nhưng mà viết tắt chữ Ti là một chữ tờ thôi. Dạ, năm nay con 21 tuổi và là em út của nhóm Điều. Ủa và nhưng mà ngày hôm nay á là chương trình á là thường có hai bạn nam đến đây, mà bây giờ là bốn bạn đều ế điệu hết hay sao? Là bốn bạn đều xuống bốn ghế này ngồi để tìm một nửa hả? Dạ hôm nay thì nhóm tụi em gả trước hai bạn là hai bạn này. À gả trước hai bạn. Dạ, rồi tụi là hai bạn ở ngoài thì tính sau rồi. Tức là trong nhóm là có hai bạn này là ế nhất. À. Cảm ơn chị em rất là nhiều đã đem đến một tiết mục rất là tuyệt vời cho chương trình. Và xin mời hai bạn chúng ta ở lại để mà được gả đó. Xin mời hai bạn vào vị trí ngồi. Và cảm ơn hai bạn còn lại rất nhiều nha. Vẻ ngoài kẹo ngọt, nụ cười tỏa nắng, chiều cao lý tưởng, cô gái nào chẳng đổ cái trầm trước chàng trai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đỏ Đắk Lắk chí khang. Nghệ danh là Kha này, vệ tinh xung quanh có nhiều đến đâu thì trục trái đất của anh bây giờ và về sau vẫn chỉ là em. Chàng trai với vẻ ngoài gai góc, thần tượng quái vật rapper, người Hàn Quốc Bobby, yêu thương dài lâu với vị tổng đại viên, nhưng ở góc sâu thẳm nào đó, anh Dũng, nghệ danh ED, vẫn đi tìm người con gái bốn chữ lắm cho riêng mình. Và ngay sau đây là phần xuất hiện của bốn bạn nữ giấu mặt trong chương trình ngày hôm nay. Sao bạn này với bạn số 4 giống nhau luôn, tóc thì giống nhau, cái chút sau này giống nhau dữ trời. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu của bốn bạn, xin mời bạn ô số 1 ạ. Mình là Ngọc Yến, năm nay mình 21 tuổi, hiện mình đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sài Gòn. Kèm theo đó mình cũng là một người mẫu ảnh, chiếc điện thoại đối với mình luôn là một người bạn đồng hành. Xin mời bạn ở ô thứ hai ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Hồng Hà, năm nay 21 tuổi. Mình đang là sinh viên khoa kinh tế luật, bên cạnh đó mình còn tham gia hoạt động người mẫu tự do. Đối với mình, những lúc căng thẳng mệt mỏi nhất thì điều đầu tiên tìm đến đó là chiếc điện thoại. Xin mời bạn số 3. Xin chào mọi người, mình tên là Ngọc Huyên, thì hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Tài nguyên Môi trường. Thì sở thích của mình là đi du lịch với lại là đi phượt, nên là chiếc điện thoại luôn gắn liền với mình để chụp ảnh, selfie những bức ảnh thật đẹp. Và cuối cùng xin mời bạn ở ô thứ tư ạ. Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người cũng biết bộ phim Di Tiểu Bảo và bộ phim Tiểu Yến Tử đúng không? Ba má mình nó cũng không ngoại lệ, cho nên rất là yêu thích hai bộ phim đó, đã đặt tên cho mình là chữ Bảo trong Vi Tiểu Bảo và chữ Yến trong Yểu Yến Tử, cho nên tên mình là Bảo Yến. Và hiện tại bạn đang làm nghề nghiệp gì? Công việc của mình hiện tại là ca sĩ. Tần số chắc cũng sẽ cùng cùng với nhau rồi. Để Huy Khánh bật mí cho bốn bạn gái biết, ngày hôm nay hai chàng trai chơi ngồi dưới đây rất là đẹp trai, rất là cao. Cao hơn Will rất là nhiều, nhưng mà cao. Ngồi thì Will lại cao hơn. Tại vì anh Will anh bắt cái ghế cao hơn. Thì đó, giờ đố Will để chân đụng xuống đất được á. Hai bạn để chân xuống đất đi em. Đó, thấy không? Will để chân xuống đất đi em. Anh Khánh à, mọi người coi như em vô hình trong ngày hôm nay đi. Hình như bốn bạn giống giống nhau quá, tóc ngắn hết. Bạn số 2 hấp tóc thử cái chị xem nào. Không, số 2 tóc là tóc ngắn. Bye bye. Chúng ta sẽ đến với một gợi ý nhỏ nhỏ. Xin mời bốn cớp lưng của bốn bạn nữ ạ. Ôi ôi. Rất kinh tế. 550 ngàn. Cô
gái này luôn luôn thủ một số tiền ở đằng sau lưng để gặp sự cố gì lấy ra xài. Rất nôn nóng muốn hỏi bạn số 1 là tại sao có 550 ngàn ở trên đó. Tại vì giống như anh hồi nãy nói là em để phòng thân. Anh với lại tại vì dạ, với lại tính em hay quên á, ra đường đi làm đi học thì em ít khi mang thu bóp tại vì em sợ bị mất. Còn mất cái điện thoại mất luôn 550 ngàn. Quên cái điện thoại ở nhà. Dạ không, tại vì em giống như em nói là điện thoại luôn là người bạn đồng hành với em thì không, em không có quên. Khi mà xem được 4 chiếc ốp lưng này thì mình có ấn tượng với chiếc ốp lưng nào? Số 3. Số 3. Tại vì em thích mèo, 4 chú mèo cứ mèo. À mèo. Em có thích mèo không hay là em chỉ thích là kiểu những cái ốp lưng nó có nhiều màu sắc rực rỡ thôi? Dạ, em cũng thích mèo nhưng mà không thích nhiều lắm, em thích nuôi chó hơn là thích mèo. Thấy dễ thương nên em xài đúng không? Bạn số 4 nè, tại sao bạn ghét màu đỏ không? Thì bạn không mua điện thoại màu hồng mà bạn ốp lưng màu hồng để che cái màu đỏ làm chi vậy? Dạ, em thích lạ gì để cho anh nói đó. Chút nữa anh sẽ chọn em. Em là giỡn vậy, khi cái chương trình phát lên vợ em coi cái vui lắm. Không có ý em nói em gạt, cũng không biết em là người chơi hay người ngổ ngoài. Không có em hay gạt gì đó thôi. Hai giọng như vậy, nãy giờ giỡn luôn nha. Ủa em sợ vợ vậy luôn hả anh? Dạ không, sợ tan nát gia đình chứ không sợ vợ gì. Không biết à. Thôi mình xin lỗi là mình hỏi lại tên nữa rồi. Bạn số 3 tên gì ạ? À, mình tên Ngọc Huyên. Bạn số 2, tại sao bạn lại quyết định là không sử dụng ốp lưng? Ta đang hỏi số 3 nữa thì còn hỏi gì tên thôi là xong rồi. Chưa. Hỏi gì nữa không? Hỏi đi để anh Khánh hỏi hết. Huyên ơi, Huyên có nhà có nuôi thú vật gì không? Có nuôi chó. Đó, nuôi chó. Ê, cái ông này ông thích động vật quá ha, mà ông vô ông gặp con gái tao ông không hỏi gái tao, ông hỏi con vật không à? Không, bởi vì khi mà mình có con... nhà chỉ có nuôi con bò. Huyên ơi cho anh hỏi nè, em nãy em nói là học về ngành kỹ sư môi trường đúng không ạ? Chuyên sâu của em là gì về trong những ngành đó? Dạ em chuyên về bên xử lý nước thải ạ. Số 4. Dạ. Em nói là em là ca sĩ đúng không? Dạ. Đâu mà hát thử một câu nhẹ nhẹ nghe coi. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cành hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho nhau. Hay quá. Sao được không? Hai em của chị. Dạ em sau khi nghe bạn hát em còn chút gì gọi là rung động. Chị hiểu, tại vì kiểu như là mình đồng cảm với nhau. Đúng có rồi, một chị. Cái yêu thích âm nhạc. Dạ đúng rồi. Rồi và bây giờ gợi ý tiếp theo của chương trình đó chính là màn hình điện thoại của bố mẹ nữ. Xin mời màn hình điện thoại ạ. Ô tắm biển không? Trời ơi, tắm đầu, ý anh nhìn thấy ấn tượng quá nè. Cảm thấy thích cái màn hình nào nhất? À, em thích số 1. Nó hơi ạc ạc một chút xíu đúng không? Cái này là Hoàng Môn hay Bình Minh nhỉ? Quang dạ, Bình Minh ạ. À. Và cái ảnh ở trên đó là em luôn hả? Dạ, đúng rồi, em đó chị. À, mình nhìn được nửa góc người. Rồi, thấy góc nghiêng, thấy góc nghiêng thần cảnh. Nhìn giống như Đà Lạt. Dạ, đúng rồi. Ồ. Cái này không phải là thuộc Đà Lạt nhưng mà trong tỉnh Lâm Đồng. À. Tại vì quê mình ở đó. Wow. À, số 3 hình đó, hình đi chơi hả? À đúng rồi bạn. Tự đi xe máy luôn hả? Đúng rồi, mình đi chung nhưng mà mình đi chung với nhóm bạn cùng quê á. Nói với chị thì cái bạn môi trường này nè, thật ra là bạn bạn hướng ngoại nhiều. Hướng ngoại có nghĩa là đi chơi nè, ra ngoài nè, nghiên cứu nè, nhưng mà sẽ sống rất là nội tâm. Có nghĩa khi cái gì đó thì cần một cái người rất thân, rất an toàn thì bạn mới là cái người thổ lộ. Còn bạn số 1 với số 2 á, thì cái gu này á, Hương nghĩ là thờ hợp với bạn ca. Đối với tôi thì bạn ca với bạn Iti á, thì bạn Iti có thể là ra đời hơn, già dặn hơn. Cho nên bạn hơi có cái bíp hơn trong cuộc đời, hiểu không? Cái nảy hơn. Còn đối với ca đó thì ca hơi chậm chút. Trong nhóm thì chị nghĩ ca là cái người đụng chuyện thì mới là nói quang bang bất tuyệt. Còn nếu ra ngoài thì hơi co lại. Dạ, để xem rồi. Đối tượng có đúng không ạ? Dạ, chính xác rồi. Dạ. Dũng, rapper đúng không? Rapper thì kiểu hơi bụi bụi, hơi khu khu. Mà chị nghĩ là thích hợp với những người đi phượt, khám phá. Bản thân em thì em không phải là một người hay sử dụng mạng xã hội. Mà em cũng hay ra ngoài, em thích trải nghiệm cuộc sống bên ngoài nhiều hơn.
Tại vì như thế thì mình có thực tế hơn nhiều. Nhất là trong tình yêu nữa. Ví dụ như có những chuyện gì mà mình nhắn tin trên điện thoại á, thì nó cũng không có hay bằng mình ra mình gặp mặt nói chuyện dễ hơn, dàng hơn. Nãy giờ là ý kiến của cố vấn là nói là bạn hợp với người nào thôi. Bây giờ thật sự là mọi người rất muốn nghe là mẫu bạn gái của hai bạn là như thế nào. Cái gu mình thích một người con gái như thế nào, cỡ kiểu như chị. Rồi. Nắm mẫu của em thì cũng đơn giản thôi. Ngoại hình ok một chút, có cá tính riêng của mỗi người. Có Eddie. Mẫu bạn gái của Eddie thì cao từ 1m5 tới 1m6 thôi. Đừng có cao quá. Em cao quá rồi em sợ gì? Trừ khi Will nó mới sợ, nhưng bạn gái cao hơn thôi chứ em là cao. Khách nữ kia, khách kiểu che chở hơn. Dạ, có nghĩa cái người nhỏ nhỏ mình dễ ôm vào lòng. À, em thích nhỏ con bởi vì em muốn che chở cho người ta. Thì ơi, có nhiều cái gu các bạn cũng cao như em nhưng mà thích cái bạn gái mình nhỏ. Để nhiều khi đi xem phim ha, hoặc tới chỗ đông người thì để bạn gái mình ở trong lòng và sẽ là cái người bảo vệ đi vô đi vô rất là cool. Đúng không? Đeo lên người được không? Đó, trời đất ơi. Chị có mấy mét 6 này đeo chị không? Trời ơi, nhỏ lắc đầu chối từ luôn. Chị giỡn á. Chị có gia đình rồi, chị giỡn á. Giỡn hoài, quê hoài luôn á. Và trước khi đến phần lựa chọn của hai em thì chúng ta hãy làm phần lựa lát. Với tần số tình yêu. Và ngay sau đây là phần lựa chọn đầu tiên. Có một bạn sẽ do ban cố vấn lựa chọn, và còn hai bạn còn lại sẽ do mỗi người tụi em sẽ chọn một bạn có cùng tần số với mình. Rồi, bây giờ mời Ca hãy đưa ra quyết định của mình. Bạn thấy ấn tượng với bạn nào nhất? Lúc đầu thì Ca cứ nghĩ mình sẽ hợp với bạn số 3. Tại vì Ca còn chơi mô tô phân khối lớn, cũng thích đi phượt lắm. Tại vì lúc đó bạn giới thiệu thích đi phượt thì mình nghĩ là chắc có gì đó cũng khớp với nhau. Nhưng bây giờ thì em theo cảm nhận của em thấy em hợp với bạn số 1. Còn anh đi? Số 3. Bạn số 2 và bạn số 4. Bạn cố vấn thấy ấn tượng với bạn nào? Ai nữ anh Sơn nên chọn? Tôi quyết định đúng không? Dạ. Chọn số 4. Và bây giờ xin mời bạn số 2 bước ra sân khấu ạ. Cô gái luôn khiến tim anh loạn nhịp. Cô gái sinh năm 1997, yêu màu hồng, thích sự lãng mạn, tinh tế, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong tình yêu. Vẽ được thì xóa được, nâng lên được, không lý gì không buông xuống được. Ôi, sao anh nhỉnh lùng hơn bạn đó vậy? Cô ta nhắc hoài luôn. Thiệt á, thôi bây giờ, thôi để chưa? Thôi, bỏ nghề, xin bỏ nghề. Em tự tin lên, hỏi. Em thấy hai bạn nam như thế nào? Em thấy hai bạn nam rất là xinh. Phải dùng từ đẹp trai. Con trai mà xinh là sao? Sai rồi. Người ta phải dùng từ đẹp trai. Đẹp trai. Nói vậy ba cô gái trong tưởng hai anh này nhìn như con gái hay sao? Có đúng cái gương bạn trai của em không? Anh trắng thì là đúng cái gương bạn trai của em. Gương xuống lại gương sao? Hối hận chưa? Giống như baby vậy đó. Khi bạn vừa bước ra em cảm thấy hơi hối tiếc. Đêm nơi loạn nhịp xíu. Muốn lên đây đứng không? Muốn. Là đứng rồi. Will, em mà kêu. Ông ơi, đừng. Will, em mà kêu bạn này lên thì tự nhiên em mà lên đây anh sai á. Từ trước tới giờ em có yêu ai chưa? Từ trước tới giờ thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là sinh viên năm thứ nhất, em quen một bạn cùng quê. Quen nhau nhưng mà chưa một lần cãi nhau. Rồi sao chia tay? Em cũng không hiểu tại sao, tại vì người chia tay chủ động là bạn nam chứ không phải là em. Còn người thứ hai? Người thứ hai là do giống như người ta nói là có duyên mà không có nợ. Em với bạn chỉ đến mức một cái gọi là tình bạn, tình anh em thôi. Rồi trong hai mối tình thì em có ấn tượng với mối tình nào nhất không? Trong hai mối tình thì đối với em mối tình đầu. Cái lý do chia tay thì em cũng đến bây giờ thật sự là chưa có hiểu ra. Nhưng mà khi chia tay thì anh đã nói như thế nào? Mình chia tay đi. Ủa là vậy thôi. Đơn giản vậy đó hả? Trên hồi xưa giờ em có một cái cuộc tình nào chia tay không? Hoài luôn anh. Có lý do đúng không? Có lý do đúng không? Mình mà có lý do đúng không? Có lý do chứ. Em ơi, bây giờ mà cái bạn đó quay lại nói là muốn quen em lại, em quen không?
đối với em, trong tình yêu nếu như mà mình có cãi nhau đi chăng nữa thì cũng có thể ngồi cùng nhau để giải quyết, nhưng mà một khi đã ra đi thì sẽ không có quay lại. Ông bà mình nói câu này, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người trở lại, đúng không? Nhưng mà chạy đi lâu quá rồi chạy lại bị đánh đúng rồi anh. Đúng. Hơi tiếc là em đã dừng chân sớm ở vòng 1. Nhưng mà nếu như em nói là bây giờ ca là đúng là mẫu người của em đúng không, thì một lát nữa cuối chương trình thì có thể mình xin số điện thoại của nhau để làm kết bạn với nhau được không? Không, anh nghĩ là đang cầm điện thoại là sẵn ca lên chụp hình chung với bạn Tấm luôn đi. Dạ. Để đứng gần Nguyên luôn lên á. Dạ, ok. Ừ, lên luôn đi. Đúng, đúng. Em lên đi, em lên đi, để anh xuống một chút. Còn hai ba cô gái nào khác. Trời ơi, lên đứng cái xinh đôi. Đẹp dễ sợ chị thấy không? Xinh đào, xinh kép em ha. Thấy không, người ta vẫn cao hơn cô gái đó mà. Mẹ Tâm ăn vậy thấp luôn đó. Trời ơi, không có độ không á. Anh một cặp. Gọi hai Tâm thôi. Rồi, mình ngồi, trước đi ngồi đi em. Dạ, dạ. Xong xin Facebook luôn. Rồi, em ngồi đi, rồi, các anh đứng lên. Và xin cảm ơn em rất là nhiều vì đến với chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng sau chương trình này thì là em sẽ có một mối quan hệ mới, một người bạn mới, đó là Ca, cũng như là tìm được một người yêu thật sự dành cho mình nhé. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Đi tìm tần số. Và bây giờ xin mời màn hình. Bạn số 1, chị muốn xem cuộc gọi gần nhất của bạn. Không xác định. Chị Phụng. Chị Phụng là cô Phi Phụng hả? Dạ là chị gái của em. Đúng, cô Phi Phụng gọi giao giao u. Đúng, gọi mua giao u. Dạ, nhà em có tất cả là 6 anh chị em. Wow, em có mấy? Dạ em là Út. Nhưng mà sao số điện thoại em không có lưu gì hết vậy? Toàn là số không? Dạ, số điện thoại trong công việc á, nên là em không có lưu. Em ơi, cho anh coi cuộc gọi nhỏ được không? Dạ, được. Em thấy số 86, 586 khá nhiều ấy. Tối qua vừa gọi xong. 586 là ai mà gọi cho em dữ vậy em? Chương trình. Dạ, đúng rồi, chương trình. Các bạn, chương trình đó là nam hay nữ với em? Dạ, nam. Em ra lại cái màn hình chờ của em đi. Tin nhắn 27 chưa đọc. 27 tin nhắn chưa mở. Tin nhắn, có tin nhắn đi em. Dạ, đúng là tàn tổng đài thôi. Coi hình em một xíu đi. Thấy chiếc anh uống này, chiếc anh uống này. Cho chị coi cái app thời tiết. Trời ơi. Coi thời tiết làm chi vậy? Muốn coi ngoài đang nhiêu độ hả? Không, mà ca sĩ người ta coi thời tiết không được. Cái hổ chương trình mình còn thời gian á. Em sợ giá vàng giùm chị cơ. Thôi bây giờ mình coi số 4 đi. Số 4 quyền bí quá nè. Coi con mắt của số 4 kìa, đẹp quá kìa. Em dạt qua con mắt coi. Tắt luôn. Đó. Đẹp quá. Cái con mắt với cái khuôn mày này em cảm thấy giống Khả Như quá. Số 4 ơi, cho anh coi cái tiểu sử báo thức của em á. Báo thức. Wow. Chị trang mình dậy rất sớm nha cô này. Không, cái này là cổ mới bắt đầu ngủ. Cái gì trời vậy? Ủa, này báo giờ sĩ hả? Trời ơi. Dạ không, em báo giờ đi quay. Đi mấy giờ đi ngủ? Dạ thì thường nếu mà em đi quay nhiều khi 12 giờ 1 giờ em về thì em ngủ, hoặc là nếu ngủ sớm hơn thì cũng ít nhất khoảng 11 tới 12 giờ. Vậy là ngày em ngủ có 4-5 tiếng hả? Dạ, những ngày ốp thì em sẽ ngủ bù. Ủa bạn số 4 ơi, em hát em có hay luyện thanh không? Dạ cũng có, em tự luyện ở nhà. Đâu em thử làm một cái động tác luyện thanh cho anh coi đi. Ở trong trường nghệ thuật mình hay làm đi nè. Mia 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 mia. Lấy hơi bụng vô sao rồi tích lên hơi ngực sao ra sao đó. Dạ không, tại vì mỗi người sẽ có một cái cách mở giọng riêng ạ. Cách làm phổ thông, ví dụ em sẽ hát một cái bài hát nào cao. Ví dụ bài nào cao nhất cho em luyện. Ví dụ như là giả dụ vậy cho nó sẽ mở giọng ra. Dạ hay lắm. Xin mời bạn cố vấn chọn bản thứ ba cái xem gì đi ạ. Em bây giờ em vô cái list nhạc của em, chị coi thử là em gu nhạc em sao, chị đoán được cái con người em. Vô cái list nhạc đau về nha. Nhạc đau về đó. Bài hát kìa. Mấy đó. Đó. Là nhạc buồn không vậy? Người tôi vô đơn. Không, cái này ổn. Gu nhạc bạn này ổn. Em có hay nghe nhạc của Will không em? Ngân nữa, khẳng định. Có nhạc của Will kìa. Nhạc của Will kìa. Bạn tôi kìa. Nên ta chơi em 2 bài luôn anh Will. Đấy. Nên ta chơi em 2 bài đấy. Vậy sao không có nhạc của Trinh? Không phải, tại năm nay là đầu năm em chưa ra nhạc. Nhạc cũ đó em, nhạc cũ Trinh em có không? Không luôn. Sao em không tải với cái nhạc của Buka vậy em nghe? Bà cô vẫn còn muốn xem cái gì của bạn số 3 không? Hình ảnh đi. Lướt ngang, đừng có để lại. Ôi, mặt chồng nào vậy? Hình anh nào vậy? Lùi lại,
lên nữa đó. Dạ. Ai nhìn cái hàm răng giống Hoài Tâm vậy? Hoài Tâm không? Em nhìn giống giống Minh Dự chị. Ờ, Minh Dự. Cái hàm răng gì nè? Dạ bạn, trong nhóm của em á, chị đi chung á thì tụi em vừa mới đi Tây Ninh. Lý do gì em lại chụp cái chàng trai đó? Dạ không, em kêu bạn em chụp hình tự chụp hình giùm em, cái bạn đó lấy điện thoại em, mấy bạn đó chụp tự sướng với nhau luôn để em đứng tạo dáng của mình vậy đó. Con em có không? Con em có không? Dạ đúng rồi. Em nhìn vào hình ảnh thứ ba thì em thấy bạn ấy rất là thích chụp ảnh, bởi vì bạn ấy máy ảnh ngay giữa luôn, mở khóa cái là vào máy ảnh liền, cũng hay nghe nhạc. Huyên hay vừa đi vừa nghe nhạc đúng không? Đúng rồi. Đi đường xa thì hay nghe nhạc đúng không? Dễ hiểu. Thế em thấy bạn số 1 có vẻ về mặt hình ảnh bạn ấy chăm chút vào những tấm hình của bạn ấy nhiều hơn. Còn bạn số 3 thì chỉ chụp đơn giản thôi. Bây giờ thì mình không có được xem hình của bạn số 4 đúng không? Và cũng không có quyền xem đâu, tại vì ban cố vấn không muốn xem. Có một cái gợi ý tiếp theo mà chương trình muốn cho tụi em coi, để tụi em có coi là ba bạn có gần giống cái mẫu người tụi em nãy giờ đang mong muốn hay không. Là một bức hình selfie của ba bạn. Wow. Giống Khả Như lắm luôn. Chắc em Khả Như. À, cái bà kia bà leo lên tới núi bà đen mà kính mít luôn. Bà đã leo đi đâu rồi? Ninja. Nó thích như vậy à? Ninja. Chụp tấm hình chứ không thấy mặt mũi đâu hết. Cái cô số 1, cái miệng giống Trinh quá ta. Giống ai? Đúng rồi, giống. Giống Trinh cái miệng nghệ ha. Đúng rồi, thì đó. Bà chụp hình nghệ cho tấm hình của bạn. Cô số 1 có vẻ mặt rất là giống nha. Chỉ cần lưu giữ kỷ niệm thôi được. Em nghĩ là do make up nên nhìn sắc sảo chứ thì ra nếu ca sĩ ở sắc sảo bình thường thì chắc cũng là rất là hiền. Chưa chắc. Và bây giờ xem xong ba bức hình selfie này thì cảm thấy là người nào là cái gu của mình? Ba. Ba. Em thấy cái gì không? Không thấy gì cho mình là gu hả? Em thích vậy. Em thích. Cái gu của em là em quan trọng là xinh hay xấu, em chỉ quan trọng là em nhìn vào em cảm thấy em thích hay em thích. Rồi. Đi nhìn thấy được cá tới bên trong có một cái chất riêng của cái bức này. Dạ em thích bạn số 4. Số 4. Tại vì chắc là do âm nhạc đánh vào nhiều quá. Âm nhạc đánh vào tim cùng gu. Bạn cố vấn có tư vấn cho mấy bạn không? Vậy là hai đúng bạn. Rồi. Hai đúng bạn luôn. Này rất là sợ cái ánh mắt của bạn số 1. Tại ánh mắt bạn số 1 dữ quá. Lúc nào cũng hỏi là đi đâu đó đi đâu. Cái bạn đi chụp hình như vậy chứ không chưa chắc là bạn như vậy. Và trước khi đến phần công bố kết quả dành cho hai bạn bước vào vòng trong, xin mời quý vị khán giả hãy nghỉ giây lao trong giây lát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và ngay sau đây là kết quả dành cho hai bạn được bước vào vòng trong. Theo như ca vẽ để lựa chọn là bạn số 3 và bạn số 4. Xin chúc mừng hai bạn ạ. Và bây giờ thì xin mời Andy và ca bước lên sân khấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được xem ba bức ảnh thật của ba bạn gái ở phía trên. Xin mời. Người số 1 giống chị. Vậy em đúng rồi. Các bạn ứng được cái giải như vậy thì hai em cảm thấy như thế nào? Em vẫn kiên quyết số 3. Kiên quyết số 3. Cá. Lúc nãy thì em nhìn qua bạn số 1 em biết mà nó có ngoại hình đẹp, nhưng em vẫn quyết định cho bạn số 4. Thôi cất mấy cái hình đó đi. Thật ra ba cái hình đó là chị Việt ơi, Puka với lại Phương Trinh đó. Tùy tụi em muốn sắp xếp vị trí nào nhé. Gia đình chị, nội ngoại hai bên. Đợi tôi đám cưới là gia đình chị ập vô ăn thôi. Ủa lần nào cũng vậy thôi. Đừng có tin ai. Đừng có tin ai hết. Hãy tin vào trái tim mình nha. Rồi. Tắt màn hình đi. Bây giờ chúng ta sẽ tắt màn hình và gặp gỡ bạn số 1 xem ai là ai nha. Xin mời hai em về chỗ. Tuổi em đang có mọi thứ trừ anh. Chàng trai cá tính hơn em 2 tuổi, mê quần jean, muốn lập gia đình năm 26 tuổi. Do vậy mảnh ghép còn lại của em à, anh chỉ còn 5 năm để tìm ra và bước về phía em thôi đó. Nhanh gọn lẹ anh nhé. Bước ra cá tính
trường của em. Anh Will nói trước đi ạ. Anh Will nói trước. Ủa anh ơi, sao bạn ấy giống cao hơn anh vậy? Không có, không có, không có. Cái này là Buka sai rồi. Không cũng được, bạn có được bao nhiêu tuổi? Dạ, em 21 tuổi. 21 tuổi, xinh như vậy là đâu phải ế đúng không? Cũng như mọi người nhìn em á thì kiểu giống như thấy ngoại hình em như vậy thì nghĩ là em đã có người yêu rồi nên có lẽ là không ai với em đến. Và nếu mà có đến á thì cũng giống như là em cảm thấy không có xác định được như là em đã xác định cái mục tiêu em đến với người đó. Em nhìn cái ấn tượng đầu tiên thì em cảm thấy là em thích bạn nào? Áo trắng nè, biết ngay mà. Không, em thích bạn. Dạ, tại vì em thích bạn trai của mình á, hơi cá tính một chút. Chứ không phải mà chỉnh chu giống những người kế bên đứng em, gần em đúng không? Dạ không, em muốn là người bạn trai của mình giống dạng như là có nhiều phong cách khác nhau á anh. Dạng như khi mà mình đi chung á thì mình có thể diện được những cái bộ đồ khác. Chụp về nhiều concept hình nữa. Rồi, em có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ, em hai. Hai mối tình của em như thế nào? Mối tình đầu tiên thì được 1 năm. Mối tình thứ hai thì ngắn hơn là được 6 tháng. Nhưng mà cái tình đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ, tình đầu là hồi em mới năm nhất. Rồi, trong hai mối tình đó thì em có ấn tượng với mối tình nào nhất không? Dạ, em ấn tượng hơn với mối tình sau này. Mặc dù thời gian ngắn nhưng mà rất là nhiều thứ để em phải lưu luyến. Tại sao mới có 6 tháng mà lại chia tay? Dạ, em cảm thấy không còn an toàn khi ở bên cạnh lại đó. Và cái mối tình đó thì kết thúc đến thời điểm hiện tại thì bao lâu rồi? Dạ cũng mới đây thôi chị, chắc cỡ 2 tháng. Tức là cũng không có một cái sự việc cụ thể nào diễn ra mà do cảm giác của bạn với bạn đó là dạ, không rồi. Còn giống như trước nữa thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thời gian mà sắp chia tay á thì im lặng. Em thì không đủ can đảm để em mở lời ra trước. Được 2 tuần thì bạn đó mở lời trước. Ê đi. Dạ. Bạn đó ấn tượng đầu tiên với em rap một khúc về bạn đi. Biết đâu sau khi rap xong một cái là hai người cùng tần số với nhau luôn rồi sao? Trước khi bạn rap á thì cho mình nói một câu ha. Mình rất thích nghe rap và rất thích con trai hát rap. Chết rồi. Vậy thì Dũng sẽ rap tặng bạn một bài. Ok. Biết. Cảm ơn. Anh đã rất quen cảm giác có em bên cạnh như không thể thiếu. Nụ hôn ngọt ngào cùng vòng tay ấm như không thể rời. Nỗi buồn anh không mời. Niềm vui thì dạo chơi nơi đâu. Bước vào đời nhau được bao nhiêu lâu mà lỡ để con tim mình yêu đậm sâu. Vậy em thương đi qua từng cung bậc cảm xúc, đi qua từng nhớ nhung, đi qua những sầu lo và chặng đường mà ta đã cùng em. Dù đường mình khó khăn đến mấy, dù gánh nặng vẫn còn trên vai gầy, thì em yêu ơi anh vẫn ở đây và cố gắng tình yêu mình đong đầy. Đoạn dài ở phía trước bỏ lại nỗi buồn thu thầm ở phía sau. Đoạn đường này đôi ta vẫn cùng bước mặc kệ và lời nói xấu ở phía sau. Vẫn nắm chặt tay nhau thật lâu, đi hết thời gian dù đâu có em có anh, bầu trời rạng ngời như là ánh mắt em với đôi môi đẹp tươi. Cảm giác em sao? Dạ hay. Hay từ trong cái lời và cả giọng bạn rap. Chất. Đáng lý ra còn hay nữa nếu như Buka không minh họa. Buka thì là giống như là ai nhập. Em rap theo từng điệu nè. Thật ra chị nghĩ một cái con người con gái xinh như em á nên quay trở lại với chương trình và hiên ngang ngồi ở cái ghế này để chọn lựa 4 chàng trai trên kia. Ha, cảm ơn em có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Bí mật của chàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng bí mật của chàng, khám phá hai chiếc điện thoại của hai bạn trai ở đây. Xin mời màn hình. AD là số 1, của Ca là số 2. Ca ơi, cái style bây giờ, cái kiểu bây giờ chụp hình là phải chụp đằng sau lưng xong rồi cuối cuối đi vậy. Tiếp. Phải không em? Dạ, cái đó em kiểu tạo một chút gì gọi là khác một chút thôi. Ai hả? Dạ. Tại nãy bạn cũng bà mình cũng thấy khác thì không cầm chú được đi khác quá sao nhìn nó khác thiệt luôn á, nhìn nó sao nhìn lên không thấy cái đầu đó hết á. Ấy để hai cái màn hình liên quan luôn á, giống như ở bầu trời bên này ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái giống như cái mái nhà bên này chạm qua bên cái mái nhà của anh thì hai bạn có phải là đi diễn chung với nhau ở nơi này xong rồi không? Cái hình của em đây chỗ này Malaysia, còn em ở Sài Gòn. Malaysia Sài Gòn. Hai cái thế giới,
hai cái đất nước khác nhau mà mấy bạn lại chụp một cái tông màu, và cái kiểu màu ở dưới cũng đen đen, cái màn hình trên tím tím. Và vị cô còn nghĩ là hai bạn diễn chung ca cũng vậy, có nghĩa là cái mái nhà này liên qua cái mái nhà kia. Và mọi người hãy để ý đi, hai người đều hết pin, còn có 14%. Giờ mình sẽ có điều á, là bên cái trang của ca đó thì hơi nhiều nhiều nhiều, mà sao trang của SD thì lại đó, ta chưa kéo từ từ à, của em còn gom lại bớt rồi, rất là gọn gàng. Rồi bây giờ mình muốn khám phá cái gì nè? Dũng trước đi. Dạ. Dũng ơi, sao cái màn hình của em không có gọn như ca? Em phân bổ ra như vậy cho nó dễ nhìn ạ. Sao là dễ nhìn đâu mà chị? Đây, trò chơi để riêng. Dạ. Những cái gì mà mình hay xài để đây, còn những cái gì của điện thoại để đây. Còn ca? Dạ, của em thì đó, em hay lên YouTube xem phim, hay nghe nhạc, lướt Facebook, Zalo, lâu chơi game. Thì em để những cái gì em hay xài thì em để ra ngoài. Mình muốn xem Instagram của ca được không? Dạ được. Instagram của ca thì cũng chơi ít, ca chưa ấy. Không, không, cái này là đâu phải ấy. Ấy. Nam mà. Thả tim đều luôn. Một người cũng chăm chỉ tập gym. Em có cái hình nào mà có cơ bắp của em không cho anh coi ấy? Dạ chưa. Đi 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 cho chị xem hình ảnh đi. Sao chụp cái cổ gì vậy em? Dạ, fan chụp ạ. Fan chụp ạ. Em yêu mèo à, quá mèo, quá em nhiều mèo. Em quá trời mèo luôn nè. Cưng không mọi người ơi, cưng không? Ê, cưng không? Đã nói mèo rồi. Ôi, dễ thương quá. Nhưng mà nhà có tôi luôn. Dạ, nhà nuôi ạ. Ồ. Mà cao cho anh hỏi là như là em rất thích đi du lịch đúng không? Dạ, khoảng thời gian trước cách đây một năm thì em cũng thường xuyên hay đi lắm anh. Thường xuyên hay đi? Dạ. Đi hoài luôn hả? Dạ, bây giờ vào lại công ty thì em phải tích cực tập. Không, lúc trước đó là đi rất là nhiều đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Đi được bao nhiêu nước rồi? Dạ, cũng phải là nhiều lắm, em cũng luẩn quẩn đấy, bốn nước. Đại gia vùng núi đấy ạ. Ồ, đại gia vùng núi. Dạ, cùng em chắc cũng may mắn hơn mấy bạn một chút, là gia đình cũng có điều kiện một chút. Ba mẹ kinh doanh ở đó, đang đại lý phân bón cà phê tiêu điều. Em không về kinh doanh xin xin ba mẹ đi. Ừ, chị gọi giống mẹ. Người ta có tiền của đâu người ta. Là người thuận sư. Anh chị hỏi em là con có mấy gia đình? Dạ, gia đình em, ba anh em đầu tiên con một, ba mẹ em còn trẻ. Nãy chị cứ giỡn với Will. Thật ra Will cũng là có một cái chỗ đứng của Will rồi. Nên chị cứ giỡn với chiều cao bên nọ, em cứ nói là tại em không ăn uống đầy đủ. Cho nên chị giỡn là đôi lúc thật ra các bạn trẻ bây giờ được ăn uống đầy đủ là đúng thật. Chị bây giờ em bước vào cái nghề này nó cơ cực, thức khuya dậy sớm rồi đôi lúc là ngoài đời cũng chả biết cần biết em là con của đại gia, thiếu gia gì. Cũng có nhiều cái lời nó hơi nặng nề về cái nghề này. Thì em có bao giờ em cảm thấy nhục chí, em muốn bỏ cái nghề nghệ thuật, em muốn về với gia đình giàu có không ạ? Cũng có một khoảng thời gian em tham gia cảm thấy mệt mỏi, có nhiều sự việc xảy ra cho nên em cũng muốn như chị lúc này bảo là tại sao không về nhà làm với kinh doanh với ba mẹ. Nhiều lúc em cũng muốn như vậy nhưng nghỉ lại là cũng muốn trải nghiệm bản thân thêm, muốn ra ngoài để tìm một cái gì đó lập trường. Dạ, thực ra thì có gia đình điều kiện một chút nhưng hết học hết năm nhất năm hai là em xin ba mẹ tự lập rồi. Mà những tự lập trên phương diện là xin vốn liếng của ba mẹ một chút. Đây là một vụ. Hồi xưa lúc mà tụi em chưa ba cái năm á, lúc đó nó bé tự nhiên cũng không có nhà, cũng không có điều kiện như ca đó. Đam mê thì đam mê nhưng mà cũng bị gánh nặng rồi tài chính lắm. Rất suy nghĩ rất là cái nhiều. Này cái này mốt làm tập khác đi, cái này sao người ta đang hỏi đây mà không, tại vì em hỏi đi, em không biết là tại trong nhóm cũng có nhiều hoàn cảnh, thì trong nhóm của tụi em thì cũng sẽ có người là khá giả, người khó khăn, và có người có nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì không biết là ca thì trong nhóm là có điều kiện rồi, còn SD thì sao em? Em nói thú thiệt là em chưa từng một lần được sung sướng giàu sang, em chưa từng được cảm giác thế nào là nhiều tiền, số tiền em cầm nhiều nhất là 10 triệu thôi, là lương em tự kiếm, em theo nghệ thuật là bởi vì em nghĩ rằng nó sẽ thay đổi được cái hoàn cảnh cuộc sống của em. Ai đưa em vào con đường nghệ thuật? Tự. Tại sao em biết em có nghệ thuật mà em vào? Hồi xưa em nhảy b-boy, hip hop ạ. Rất là thích sân khấu. Mình mỗi lần em lên sân khấu á, em quên đi việc lo toan cơm áo gạo tiền. Rồi mẹ cũng có nói, nếu như mà mày thắng, mày ăn hết, mày thua, mày tự chịu. Nhưng mà nếu như mà không còn một cái gì cả thì mẹ vẫn ở đây. Có một cái hậu phương như vậy rồi á, thì em rất là thoải mái, tự tin khi mà em hoạt động nghệ thuật. Quên đi mình là ai. Chắc chị hỏi câu này nha. Dạ. Nãy giờ em nói với chị là chị thấy em nhắc tới mẹ mà không thấy nhắc tới bố. Bố mẹ em có hạnh phúc không ạ? Bố em mất từ năm em 7-8 tuổi ạ. Okay, vậy là một mình mẹ em cán đáng hết từ lúc em 7-8 tuổi. Không, năm bố em mất thì nhà em rất là khó lắm. Mẹ em bệnh nữa, bệnh nặng vì em bám theo chị. Vì chị sẽ ra ngoài, chị xin ăn của bác này, xin ăn của cô kia mà thiếu sữa, em khóc. Mẹ
quyết định đi bước nữa để mẹ thay đổi. Mẹ cùng với cả Dưỡng và Sài Gòn. Còn em ở kia thì ngoại có biết tin, ngoại mới gọi điện cho mẹ và ngoại mắng mẹ quá trời, tại sao mày bỏ con mày như thế. Thế nọ rồi ngoại đón về, thì ngoại đón về ngoại cũng chẳng có gì cả. Ngoại bảo ngoại có sao, ăn có cơm ăn cơm và cháo ăn cháo. Chắc là nhắc lại là em rất là nhớ ngoại đúng không? Nhớ. Nhớ. Eddie là một người rất mạnh mẽ. Ngoại còn không em? Mất rồi. Mất từ năm em học lớp 4 học kỳ 1, rất nhớ là lúc đấy à. Không hiểu sao tự nhiên mẹ từ Sài Gòn về. Mẹ về xong cái mẹ chăm ngoại, vì ngoại luôn bệnh mà. Mẹ về xong rồi hôm đấy em lên ngủ với mẹ, nhớ mẹ quá. Em ngủ với mẹ, ôm mẹ. Thế là tự nhiên nửa đêm mặc vệ sinh đi xuống, cũng đi ngang qua phòng bà. Thế là cũng kiểu không biết bà đang như thế nào, vào ôm bà thử. Thế bà đứng im ngồi, nằm im mà. Bác bảo ông đưa bà đi rồi. Kiểu mẹ làm trong Sài Gòn không có đủ tiền để gửi ra các dì, các cô, các bác để đón về nuôi. Thì cứ ở nhà bác này một hai tháng rồi chuyển vào nhà bác kia. Trong cứ một khoảng thời gian từ năm hồi nhỏ cho đến 14, 15 tuổi là em không có một cái nào gọi là cái nhà. Mẹ em lại phá sản một lần nữa. Mẹ gọi điện, giờ mẹ hết rồi, mẹ không còn gì cả. Không có tinh tế để gửi về cho con nữa, không có tiền đóng tiền học, không có gì nữa. Con có vào đây với mẹ không? Ồ, em không còn nghĩ gì khác ngoài mẹ thôi. Không còn nghĩ được cái gì khác, không còn nghĩ chuyện học hành, không còn nghĩ chuyện chơi bời, không còn nhảy hip hop, không còn gì, không còn sân khấu, không còn gì hết. Chỉ với mẹ thôi. Vâng, mai con vào với mẹ luôn. À, chuẩn bị đồ xong rồi sách, mang đúng hai bộ quần áo, còn lại bỏ hết, mang đúng hai bộ quần áo cái ba lô, chạy ra tàu. À, trong lúc em kể á, chị xúc động, chị cũng thấy rất là nhiều người xúc động. Mà chị thấy em vượt qua, em kể như là một cái câu chuyện của ai á, chứ không phải của em. Nhưng mà chị lại không nhìn em nhiều, chị lại nhìn Ca. Tại vì chị nghĩ Khang rất là yêu em, rất quý. Vì bạn ấy lại chia sẻ với em rất là nhiều từng cái. Vô tình hồi nãy chị cũng hỏi là gia đình em không hạnh phúc không, thì Ca là người đỡ lời ngay. Bạn ấy cứng rắn lắm, bản lĩnh lắm. Và chị nghĩ là trong một cái nhóm tùy duyên mới leo lên một chuyến đò, thì tôi nghĩ đúng là đối lập như thế này. Một cuộc đời đen như thế này và một người sáng như thế này. Thì bạn có biết cái vận nó lay không? Chị không biết hoàn cảnh hai bạn kia làm sao, nhưng chị mong nha, là cái thời nó không cản được bạn. Bạn ở chung với Ca không chừng bạn lay. Lay cái xu sướng, bạn sẽ tiến trên con đường nghệ thuật. Khi nghe câu chuyện này của bạn, một phần gốc nào đó, nếu mà tôi làm một cái gì đó, tôi sẽ nghĩ tới bạn ngay. Ôm chị, ôm chị liền, ôm chị liền đi. Ôm chị liền. Ôm chị đi. Không cần ôm chị, nhưng mà chị muốn ôm em. Cái cô thứ ba khóc rồi kìa. Không phải đâu. Cô thứ ba khóc rồi kìa. Cô khóc từ rất lâu rồi, từ lúc cái chuyện luôn đó. Thì đúng rồi. Và bây giờ trở thì lại không khí đi ha. Chúng ta sẽ lấy lại không khí. Bạn số 3 ơi. À, thực ra là nãy giờ chúng tôi kể chuyện dưới đây á, là một cái vở diễn kịch thôi. Cái bạn mà mới ôm tôi là Will đó chứ. Cho nên là bạn khóc được, khóc được, bạn phải tỉnh táo nha. Ở dưới đây là nhiều khi người ta làm như thế đó, để người ta tung quả mù đó. Dạ, người ta tung quả mù nha bạn nha. Và bây giờ hai bạn nữ sẽ được khám phá hai chiếc điện thoại của bạn nam như thế nào nha. Đến phần lựa chọn cuối cùng dành cho Ca và Eddie, xin mời quý vị khán giả hẹn gặp với Lao trong giây lát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ đây chúng ta làm gì với Ca? Bây giờ đây sẽ là một quyết định cuối cùng của hai bạn. Là hai bạn có nhất quyết là chọn cái bạn nữ mình đã chọn hay không, hay là muốn thay đổi? Thay đổi gì được nữa đây? Không thay đổi thì mình vẫn chọn người cũ thôi. Đúng rồi. Mời hai bạn bước lên sân khấu. Và bây giờ là giây phút hồi hộp nhất. Xin mời hai bạn nữ bước ra sân khấu ạ.
ca sĩ. Bạn này cũng là ca sĩ. Có đi đâu diễn chung mà thấy nghe cái giọng này hát bao giờ chưa? Em chưa, tại vì em cũng chưa đi hát nhiều lắm. Biết đâu hai người này kết hợp với nhau xong ca ra một bản hit thì sao? Đúng không mọi người? Đó. Bạn thì sao? Bạn thấy cái phía sau một chàng trai đó như thế nào? Dạ, chắc là em nghĩ là bạn là người cá tính, có phong cách. Người mà nãy em khóc mấy lần rồi đó, nhớ không? Ừ, hồi nhỏ thì gia đình em cũng hơi khó khăn nên là em cũng cảm nhận. Tần số mà bây giờ tần số nó không khớp với nhau rồi đó. Bạn ơi, bạn thấy an toàn không? Nếu một cái người đã bươn chải khắp nơi từ Bắc vô Nam thì bây giờ bạn có tin chắc là cái người đàn ông của mình sẽ bảo vệ mình không? Dạ, em thì cũng mong muốn là kiếm được một người có thể che chở cho mình. Cái tần số nó khớp khớp với nhau rồi đó. Bây giờ cái quyết định là nằm ở hai bạn. Bắt đầu. Mẫu bạn gái của Eddie thì cao từ 1m5 tới 1m6 thôi. Đừng có cao quá. Em nghĩ là bạn là người cá tính, có phong cách. Em thì cũng mong muốn là kiếm được một người có thể che chở cho mình. Bây giờ mà chuông điện thoại không reo, em đừng lo, một lát chị sẽ gọi cho em nha. Tại sao em lại không gọi? Dạ, thì em nghe cái hoàn cảnh của bạn hồi xưa thì em cũng đồng cảm, cũng có cảm xúc với bạn. Nói chung là cũng hiểu được cảm giác đó. Nhưng mà tại vì em, tính em thì bình thường thì hay cười hay nói, nhưng mà em là người sống nội tâm, với lại là em cần một người chững chạc, nhìn cái, có một cái cách nó nhìn, nói chung là phong cách thì hơi, của bạn thì nhìn hơi còn. Thật ra SD mặc đồ như vậy là vì SD là một ca sĩ. Khi mà lên sân khấu thì bắt buộc mình phải mặc những cái bộ đồ khác người bình thường. Cho nên là mà bạn, đặc biệt bạn này lại đọc rap. Cho nên cái phong cách nó phải cool và mãi mặc đồ đặc biệt hơn những người khác. Có nghĩa là dây nhợ rồi tóc tai tất cả. Hoặc là em cũng có thể nghĩ ngược lại là bạn gái ở phía sau, bạn cảm nhận được là bạn không bù đắp đủ cái tình cảm mà bạn SD đang thiếu, và bạn ấy muốn nhường cái phần đó lại cho một cô gái khác đang xem chương trình này. Khi mà bạn trai này quay lại và chỉ cần nở một nụ cười thôi thì những cái suy nghĩ của em hồi nãy giờ là em sẽ thấy nuối tiếc. Không cần quay lại chút, ta lấy số điện thoại sao? Và tôi bao với bạn nha, tôi còn dám nói là tôi sẽ còn 6 đứa em gái gả cho Dũng mà. Cho nên là SD quay lại. Quay lại 2, 3. Bước vô gần cái coi, bước vô gần nói chuyện. Bây giờ mình đứng gần lại với nhau nha. Mình tắt bấm bấm với nhau mà. Sau chương trình này thì biết đâu các bạn sẽ chập điện với nhau rồi sao, đúng không? Chập điện. Đi nói trước đi. Xinh mà dễ thương. Nói chị hả? Không, chị thì sang bên nào? Trời ơi, đau chưa? Đưa vô chi cho ta đuổi ra. Em gặp bạn em run quá, em không biết nói gì hết. Em ngại á. Dạ. Mình cũng run. Nói chung là hai bạn, bạn nào cũng run hết, không bạn nào muốn thổ lộ tình cảm ở đây. Và chắc là hai bạn sẽ xin số điện thoại nhau và nói chuyện sau ha. Coi mình có tần số lại với nhau được không nha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tôi á thì tôi lo đó, mà cái mắt tôi nhìn ông bên này không à. Bảo Yến rồi, có Bảo Yến. Và bây giờ 10 giây. 10 giây. Bắt đầu. Suy nghĩ. Trời ơi, cầm sẵn rồi kìa. Theo luôn á. Tại vì em thích cái cặp này quá. Không gọi thì kỳ lắm. Cái mặt y chang luôn đó, số phu tê đó. Vậy là ngày mai mình lên không núi mình ăn đám cưới lắm đó. Tích lên núi đám cưới mà. Điện thoại reo kìa, điện thoại reo. Vậy vậy con ca thì nhìn gì? Ủa chưa vô à? 5 4 3 2 Em ơi, chỉ 1 bây giờ. 1 Hết giờ. Ồ, không gọi luôn hả? Không gọi luôn hả? Không gọi luôn hả? Sao vậy? Wow. Vậy em? Vậy em sợ chị cái gì? Chị là mua vé lên núi ăn đám cưới. Em là chuẩn bị ve với chị luôn rồi đó. Không lẽ ca sĩ có tội tình gì sao mà tụi em không chọn ca sĩ? Đúng rồi. Hay là... Ca quay lại nè. 2, 3. Đến giờ không phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Ngỡ tưởng như giữa họ đã có sự đồng điệu giao thoa ở đam mê với âm nhạc, nhưng rồi quan điểm không quen người cùng nghề của cô nàng cá tính Bảo Yến lại trở thành rào cản, khiến tiếng chuông điện thoại của chiếc anh không vang lên. Cho đến phút cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau, vẫn trao nhau ánh mắt ngại ngùng lần đầu, nhưng dừng lại ở tình bạn. Quen nhau không? Có gặp nhau chưa? Có quen chưa? Có đi hát chung bao giờ chưa? Chung sân khấu chưa? Dạ chưa. Chưa, rồi. Cứ sát với nhau đi. Chụp tấm hình coi. Đẹp rồi, quá. Y hệt như một người. Có phải quý vị? Cái mặt y như một người vậy đó.
vậy mà không chọn nhau? Bây giờ anh hỏi hai bạn gái nè, đã tới đây tham gia chương trình Tần Số rồi, tại sao cứ sợ khi mình đã gần như mình thấy được tần số của mình rồi, tại sao tới lúc này còn ngại ngùng cái gì? Trả lời lý do sao không gọi? Thực ra là em rất là sợ quen người cùng nghề. Tại sao? Tại vì em cảm thấy không an toàn lắm. Tại em là người ở ngoài công việc, ngoài xã hội thì em rất là năng động, nhưng mà em lại kiểu tiếp phụ nữ gia đình á. Nhưng mà em quay lại em có thấy tiếc không? Dạ thì tiếc. Như Hàn Quốc. Nhưng là em rất là mong là hai đứa mình sẽ là bạn. Ca, em thấy Yến sao? Dạ đúng, em tôn trọng ý kiến của bạn. Tại vì trước đây mối tình của em gần nhất cũng chia tay cũng là vì do con đường nghệ thuật của em, cho nên em hiểu được cảm giác của bạn. Thôi bây giờ như vậy, hôm nay nói chung là sáu người mình đã quá kiểu như là hết công sức rồi, nhưng mà các bạn không lựa chọn, chúng tôi đành lên chào các bạn và chúc các bạn may mắn. Một buổi đám cưới thôi. Một buổi đám cưới thôi. Xin mời ban cố vấn. Cuối cùng là bốn người mà không chặt là dính lắm. Không có đám cưới nè. Hôm nay về mà không gặp nào hết. Buồn quá nè. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21:40 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đẹp trai, bác sĩ đẹp trai chứ bộ. Hai người đẹp trai quá.